Chào con đã quay lại với kênh Thế giới đầu tư nông nghiệp TG hả con? Đây là kênh của chủ cửa hàng đầu tư nông nghiệp đặt tại Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ. Còn có nhu cầu tư vấn kỹ thuật cứ liên hệ với số điện thoại là 0939 339 415. Chúng tôi tư vấn gường trực tiếp cho bà con mình hoặc là gửi hàng đi toàn quốc cho bà con ha. Thì hôm nay chia sẻ với bà con mình cái giải pháp làm sao cho cái cây nó kích kháng được cái bệnh, đồng thời cái lá xanh dày khỏe ha. Thì khi mà cây nó ra được đọt non thì nếu chúng ta không có một cái giải pháp kịp thời để ngăn chặn kích kháng thì chúng ta buộc phải có những cái giải pháp mà hóa học để cho cái lá nó được xanh khỏe. Tuy nhiên thì khuyến cáo bà con mình thì nên chủ động phòng ngừa cũng như là tạo cho cái cây đọt nó xanh khỏe lá thì nó sẽ không bị bệnh đâu còn ha. Thì hôm nay thì giới thiệu cho bà con mình ba cái sản phẩm để giúp kích kháng cây lá xanh dày khỏe thì nó không bệnh. Thì đầu tiên là giới thiệu bà con mình cái kẽm nano, kẽm 700. Kẽm này thì xuất xứ từ Đức các bạn ha. Công ty Labigo của Đức, công ty An Phát Nông phân phối. Thì đây là cái kẽm nồng độ 70%, cái dạng sữa các bạn ha. Thì giúp là ngăn ngừa những cái nấm phẩn, tăng khả năng ra bông lộ trái, bông lá, bông trái. Đây là cái kẽm mà dạng như là cái khi mà chúng ta phun cái kẽm này vào thì giúp kích cho cái lá cây chúng ta nó khỏe, xanh và dày bóng thì nó hạn chế nấm bệnh tấn công. Thì chúng ta thấy phun cái kẽm này vào thì nó hay là khi cái lá nó mở ra thì phun thì nó lá rất là dày các con ha, dày bóng và nó không bị bệnh. Thì một chai kẽm này chúng ta chỉ dùng cho 400 lít nước thôi còn ha. Chai này 250ml thôi mà nồng độ 70% thì nó nặng nửa ký thôi cả ha. Tiếp theo đó là cái dòng Vinco 79. Vinco 79 là cái chất chất canxi, canxi 12% thôi cả ha. Canxi 12%. Thì cái chai này cũng chạy 400 lít nước luôn, với giá 130.000. Thì khi chúng ta phun thì cái lá rất là khỏe ha, xanh. Không, đặc biệt là khi mà chúng ta quản lý bằng những cái giải pháp sinh học như thế này thì cái cây nó rất là khỏe. Tiếp đó là cái carbophos. Carbophos thành phần gồm gì? Gồm có phosphai. Phosphai là dạng lân hai chiều, là 17%. Canxi 500, bo 500. Đây là dòng nhập khẩu của Tây Ban Nha. Chai này 165.000, sử dụng cho 400 lít nước. Thì đây là ba cái dòng kẽm, canxi và cái lân phosphai để giúp cho cái cây chúng ta tăng chất đề kháng. Cái lá chúng ta ra, lá cây ra rất là bóng mượt ha, hạn chế sâu bệnh hay là những nấm tấn công. Bà con mình sẽ sử dụng để khi mà cái lá nó chuẩn bị lụa con ha, bà con mình phun bằng một trong ba cái giải pháp này sẽ giúp cho cái cây chúng ta có được một cây đọt cực kỳ bóng mượt lá ha. Đây là những thông tin mà rất là hữu ích như bà con mình đã ứng dụng thành công để chia sẻ với bà con mình. Thì nếu bà con mình có nhu cầu tư vấn kỹ thuật thì liên hệ với gọi là 0939 339 415 thì chúng tôi có ship hàng toàn quốc các bà con ha. Rồi, xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong những video sau.